Rồi, xin chào các bạn. Đứng kế bên mình đang là Honda Forza 350. Và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là xem cái xe này nó có những cái gì đặc biệt. Honda Forza 350 thì ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Thái Lan khoảng cuối năm ngoái ở triển lãm Bangkok Motor Show 2020 đó. Đây có thể xem là một cái phiên bản nâng cấp so với cái chiếc Forza 300 được bán trước đó. Và mình đang đứng ở Minh Long thì họ nhập cái xe này về trực tiếp từ thị trường Thái Lan và bán nó với mức giá là khoảng 299 triệu. Tại thị trường Thái thì mức giá của xe chỉ rơi vào khoảng 130 mấy triệu theo mình tìm hiểu thôi. Nhưng mà do những cái chính sách về thuế, về phí, rồi đặc biệt là xe này được nhập từ thị trường Thái, một cái thị trường rất là được ưa chuộng bởi người dùng Việt Nam. Chính vì vậy cho nên cái mức giá sau cùng nó sẽ khá là cao. Tại Việt Nam thì cái phân khúc của Forza 350 là phân khúc Maxi Scooter, và trong cái khúc này thì nó có một số những cái đối thủ chính, ví dụ như là bộ đôi BMW C400X và C400 GT. Hiện tại thì ở trong nước có một số cái đại lý tư nhân khác, cũng như là trước đây hình như là Minh Lộc cũng đã có nhập về cái Forza 300 được nhập từ thị trường Ý, và cái giá của nó lên tới 345 triệu. Và giờ đây thì có một chiếc xe đến từ Thái Lan, nó rẻ hơn, nó dễ chịu hơn một chút. Rồi, về tổng thể thì chúng ta sẽ có một chiếc Forza 350, nó không có quá nhiều điểm khác biệt về mặt thiết kế so với chiếc Forza 300. Chúng ta sẽ có một chiếc xe tay ga rất là to, rất là bự, thiết kế hầm hố và nó không kém phần hiện đại nhờ những chi tiết đèn led này kia. So với cái chiếc BCX thì nó được phóng to rất là nhiều và những cái chi tiết nhựa nó giúp cho chiếc xe trở nên hầm hố hơn. Bắt đầu từ phía trước thì chúng ta sẽ có đập vào mắt mình đầu tiên, đó chính là cái hệ thống đèn xe. Bây giờ mình sẽ thử mở lên xem nó như thế nào. Đó. Khi mà mở lên thì chúng ta có thể thấy là toàn bộ hệ thống chiếu sáng của xe đều sử dụng cái công nghệ LED. Cái phần đèn pha đèn có thì được nằm ở phía dưới này, và đặc biệt là phía trên này, đèn định vị nó có cái biểu tượng giống như là hình cánh chim của Honda vậy đó. Giống như là cái chiếc BCX đang bán thị trường Việt Nam thì cái đèn định vị nó cũng nằm ở cái mí LED như thế này, rất là đẹp mắt. Trên cái Forza 350 này thì nhìn cái đèn định vị nó hầm hố hơn, nó giúp gia tăng cái khả năng nhận diện khi mà chúng ta lưu thông vào ban đêm. Hệ thống chiếu sáng phía trước của xe rất là đẹp. Cái đèn xi nhan á khá đặc biệt, đó chính là nó được tích hợp ở phía hai bên cũ gương như thế này. Thì đây là một cái thiết kế mình bắt gặp khá nhiều trên những cái mẫu sport bike của những cái hãng mô tô phân khối lớn. Đi về phía trên rất là nổi bật, đó chính là một cái hệ thống kính chắn gió rất là lớn, và cái kính chắn gió này có thể dễ dàng được điều chỉnh lên xuống cao thấp khác nhau thông qua cái nút bấm trên tay lái. Mình sẽ thử bấm nè, đó, lên rất là cao, rất là to, khi không cần thì khép xuống. Về cái kính chắn gió này thì nó có khá là nhiều những cái công dụng khác nhau. Đầu tiên đó chính là nó giúp cho gió đỡ bạc vào người khi mà chúng ta đi trên những hành trình dài thì nó đỡ mệt mỏi hơn. Thứ hai là nó giúp bảo vệ chúng ta một phần nào đó trong những cái điều kiện thời tiết khác nhau, ví dụ như là mưa rồi bụi này kia, nó đỡ bắn vào người, vào mặt của chúng ta. Rồi tiếp theo cuối cùng đó chính là nó cũng giúp giảm phần nào đó cái độ ồn trong quá trình mà chúng ta chạy xe, nó đỡ giúp chúng ta ù tai, và khi đó thì chúng ta lưu thông nó thoải mái, nó dễ chịu hơn. Đó là những cái tác dụng của cái kính chắn gió này. Mình khá là thích cái chi tiết này trên xe, có thể điều chỉnh cao thấp bằng một nút nhấn, bằng một cái nút nhấn rất là tiện. Bắt đầu đi xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có phụ của xe là phụ ống lồng thông thường thôi, chứ không phải là dạng phụ upside down như trên cái đàn anh của nó là Forza 750. Về chắn bùn thì chúng ta sẽ có một cái dè cũng có thiết kế bình thường, được sơn màu đen đồng màu với cái thân xe nè. Rồi ở bên này thì có gắn cái mắt mèo, khi mà chúng ta đi qua đường vào buổi đêm thì ánh sáng chiếu vào đây nó sẽ giúp chúng ta nổi bật hơn. Có một cái điều mình đánh giá khá là cao trên cái dè chắn bùn này, đó chính là ở cái phía sau có một cái dè phụ rất là dài kéo tận xuống hầu hết cái đường kính của bánh xe luôn. Và cái chi tiết này nó hứa hẹn sẽ giúp gia tăng khả năng chắn bùn của xe trong cái điều kiện mà chúng ta đi vào trời mưa, nước này kia, thì nó đỡ bắn bùn lên và làm dơ xe cũng như là dơ giày dép quần áo chúng ta, khá là hay. Phanh trước là phanh đĩa đơn, cái đường kính là 256mm, đi kèm là cùm heo Nissin, đặc biệt là có công nghệ ABS trong bó cứng phanh cho cả kênh trước và kênh sau luôn. Mâm trước thì có kích thước là 15 inch và đi kèm với cái bộ lớp có kích thước là 120-70. Hình như lớp này là lớp của Pirelli thì vậy, em nhớ không lầm là vậy. Bắt đầu đi về cái bên ngang hông của thân xe thì để mình xem nó có cái gì.
Đầu tiên thì nổi bật từ phía trước chúng ta có thể thấy là những cái thiết kế khá là góc cạnh uốn lượn, và nó có một cái điểm được sơn màu bạc, nó khác với cái màu của thân xe. Bên trong là một cái chi tiết ốp bằng vân carbon, chứ mình không phải là carbon đâu, để giúp cho cái xe nó đỡ nhàm chán hơn ở cái phần yếm phía trước. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hốc gió nhỏ để giúp gió nó từ phía trước nó lưu thông ra phía sau, đi về như thế này, giúp gia tăng cái tính khí động học của xe. Đồ gác chân thì cũng khá là ấn tượng, chúng ta sẽ có gác chân cho người lái khá là dài, kéo dài xuyên suốt từ phía trên kia, giúp cho chúng ta để chân khi mà chúng ta đi nó thoải mái hơn. Kéo dài phía sau thế này thì xuống đây thì gặp cái gác chân của người ngồi sau. Bên thân xe thì có dán cái chữ Phục Gia 350 là tên xe. Tay nắm ở phía sau thì được sơn màu bạc khá là chắc chắn, để chúng ta có thể dựa vào đây để cái người sau có thể vịn để làm chỗ bám, hoặc là dùng nó để dẫn xe nó dễ dàng hơn. Yên xe thì chúng ta sẽ có một cái phần yên rất là lớn, chưa được trải nghiệm nhiều cho nên không thể nhận định được là nó có êm ái hay không, nhưng mà nhìn thì có vẻ rất là êm. Yên thì sẽ rất là to bản, giúp cho chúng ta ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Ở phía sau này nó có một cái phần tựa lưng nhỏ để tạo cái độ tựa của chúng ta khi mà chúng ta đi vào những cái hành trình xa đó, thì nó giúp đỡ mỏi lưng một xíu cho cái người lái xe. Yên cho người ngồi sau thì cũng diện tích cũng khá là to. Chiều cao yên xe là 780mm. Bây giờ mình sẽ thử ngồi lên xem nó như thế nào. Wow. Như các bạn có thể thấy nãy mình có nói là cái chiều cao của yên xe là 780mm, và ban đầu mình nghĩ là với cái chiều cao 1m68 của mình thì mình có thể dễ dàng chống chân cái xe này. Tuy nhiên khi mà mình ngồi lên thì mình cảm thấy hơi bất ngờ, tại vì là mình phải nhón khá nhiều, ngón khoảng 1/2 cái bàn chân luôn. Và lý do là tại vì cái yên xe nó bè ra hai bên khá nhiều, chính vì vậy cho nên là khi mình ngồi xe mình vẫn phải nhón đó. Với cái trọng lượng ước vào khoảng 184kg cho một chiếc xe 350 phân khối thì mình nghĩ con số này không phải là quá lớn. Tuy nhiên đối với những người mà có thể trạng hơi yếu như mình một chút xíu thì có lẽ là phải dè dừng cái xe này một chút. Khi mà mình ngồi lên xe này thì cái cảm giác đầu tiên của mình là nó rất là sướng. Những cái tay của mình, hai cái khuỷu tay, mình cảm thấy là khi mình để như vậy nó rất là thoải mái. Và mình nghĩ là khi mà mình đi hành trình dài thì những cái xe này nó sẽ rất là tốt. Nó không quá ngạc nhiên tại vì Maxi Scooter là một dòng xe được sinh ra dành cho việc đi đường trường, và nó giúp tạo cái độ thoải mái làm sao tối đa nhất có thể. Và rõ ràng là cái ghi đông này với cái tư thế lái này thì nó sẽ rất là thoải mái cho mình. Nhân tiện khi mà ngồi lên xe xong rồi mình sẽ nói về cái ghi đông của xe này, cũng như là những cái đồng hồ này kia khi mà mình ngồi lên xe. Rồi đầu tiên ở bên cùm bên trái thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phím bấm khác nhau so với một cái chiếc xe thông thường. Chúng ta sẽ có cái nút còi thì nằm ở đây. Đây là xi nhan nè. Rồi nút này là nút bắt xin, cũng như là cái nút mở đèn pha. Cái nút màu xám này là dùng để chỉnh cái chiều cao của cái kính chắn gió. Người ta có mô phỏng nè. Khi mà mình bấm cao lên thì nó sẽ đi lên, mà bấm xuống thì nó sẽ đi xuống. Đó, rất là tiện luôn. Nãy mình có nói rồi về kính chắn gió. Cái nút info A này cũng như là cái nút info B nằm ở phía dưới rất là to, thì dùng để chỉnh những cái thông tin ở hai cái hàng khác nhau trên cái mặt đồng hồ LCD của xe. Và xíu mình sẽ nói về cái đồng hồ sau. Rồi ở cái cùm nút bên trái ghi đông của xe, ngoài những cái phím mà mình đã trình bày bên trên thì còn có một cái lẫy nhỏ nữa. Thì cái lẫy này đó chính là cái tính năng traction control. Thì traction control đó là một cái tính năng kiểm soát lực kéo mà Honda trang bị cho những cái mẫu xe phân khối lớn của họ, cũng như là trên cái chiếc Forza 350 này. Cái việc mà kiểm soát lực bám của xe nó sẽ giúp khi mà gia tăng cái độ bám, càng gia tăng độ bám thì càng gia tăng cái độ an toàn. Và đây là một cái tính năng rất hữu ích dành cho những cái xe mà mạnh như là Forza 350. Rồi đi về phía bên phải của ghi đông thì chúng ta sẽ có một cái nút rất là to màu đỏ rất là nổi bật, đó chính là nút tăng mở động cơ tạm thời. Phía dưới này chúng ta sẽ có một nút xám, bấm vô thì nó là cái nút đèn hazard, đèn báo khẩn cấp. Khi mà chúng ta đi đường mà gặp một cái gì đó nó nguy hiểm hoặc là chúng ta phải dừng lại đột ngột giữa đường thì chúng ta nên bấm cái nút này để người khác có thể dễ dàng quan sát chúng ta. Hoặc khi mà chúng ta đang đi một cái gì đó rất là nhanh cần được ưu tiên thì chúng ta cũng nên mở cái này. Rồi đây là nút đề bình thường thôi, không có gì khác. Về tổng thể ghi đông thì nó cũng tương tự như là BCX cũng như là những cái mẫu Maxi Scooter khác. Chúng ta sẽ có một phần ghi đông rồi so với cái mặt màn hình, cái mặt đồng hồ của xe như thế này. Đó, toàn bộ những nút bấm, phím bấm đều được trang bị trên cái hai cụm ghi đông này. Ghi đông của Forza 350 thì có một số những chi tiết, ví dụ như là cái dải màu xám nè, thì nó giúp cách điệu hơn một chút so với tổng thể, nó giúp cho cái chi tiết này nó trở nên đẹp mắt hơn một xíu. Các bạn có thể thấy là đi xuống phía dưới một chút xíu, đó chính là cái hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Full là dùng để mở nắp bình xăng, Seat là dùng để mở cái yên xe. Chức năng nó sử dụng thì cũng tương tự như là những cái Smart Key khác của Honda. Bản đồng hồ của xe thì chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ rất là to bản, hai vòng tròn nổi bật. Và ở bên phải thì là hiển thị cái vòng tua,
trong khi ở bên trái thì sẽ thể hiện cái tốc độ của chúng ta. Toàn bộ cái mặt đồng hồ này thì được bao bọc ở bên ngoài là một cái lớp kính để nó bảo vệ cái mặt đồng hồ khỏi điều kiện nước này kia, nó đỡ đi vào trong và gây thiệt hại cho cái đồng hồ này. Ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD nhỏ thể hiện khá nhiều những thông tin khác nhau, chẳng hạn như là thời gian nè, rồi mức nhiên liệu, cái nhiệt độ nước làm mát, cũng như là những cái thông tin về hành trình của chúng ta, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình các kiểu, nhiệt độ và điện ắc quy. Ở phía dưới này thì có cái chữ Phật gia nè, rồi cũng như là những cái đèn báo nhỏ về những cái chế độ khác nhau, ví dụ như xi-nhan hay là traction control hay là cái ABS của xe. Bình xăng của xe thì được bố trí nằm ở dưới cái phần lườn như thế này. Để có thể mở ra thì chúng ta dùng cái smart key và bấm vào cái chữ floor thì nó sẽ mở ra rất là nhẹ nhàng cái nắp bình xăng, và bên trong là cái nắp vật lý khác để chúng ta vặn ra đổ xăng như bình thường. Dung tích của cái bình xăng này là 11,7 lít và theo như hôm công bố của Honda thì chúng ta có thể đi được khoảng một cái hành trình khoảng 300 cây số sau khi mỗi lần mà đổ đầy bình xăng này. Nếu mà tính trung bình vị chi là 300 mà chia cho 11,7 là tính ra là bao nhiêu anh Thông nhỉ? Là khoảng 30 cây số cho 1 lít, thì đây là một con số nó cũng tương đối là ổn đối với những cái xe 350 phân khối như thế này. Cũng bởi vì cái bình xăng được bố trí nằm ở cái phần lườn phía dưới xe cho nên là chúng ta sẽ có rất nhiều không gian cho cốp. Và bây giờ mình sẽ thử mở cốp xe ra xem nó như thế nào. Khi mà mình mở cốp ra thì một cái điều mà mình khá là thích đó chính là một cái cơ chế điện để giữ cho cái cốp này nó luôn ở trạng thái mở, để nó không đóng sập lại trong quá trình mà chúng ta lấy đồ. Thì bên trong này đang chứa một cái phần Oppo, thì cái xe này đã được khách mua rồi cho nên mình không có ráp cái này vào được. Cái này để cho khi nào khách người ta có nhu cầu thì người ta ráp, cho nên là mình không đụng vào. Ở bên trong thì các bạn có thể thấy một cái phần cốp rất là to, to kinh khủng luôn. Ngoài đựng được một cùng lúc mà hai cái nón full face ra thì chúng ta có thể đựng được rất là nhiều những cái đồ linh tinh khác nhau. Đó, ở đây thì Honda hỗ trang bị sẵn một cái phần cái kệ nhỏ để chúng ta, một cái phần chia nhỏ để chúng ta đựng những cái vật dụng mà chúng ta cần dùng ở đây, những cái vật nhỏ nhỏ, găng tay hay là này kia ở đây, khá là hay. Rồi đi về phía sau xe thì chúng ta sẽ có nổi bật nhất đó chính là cái hệ thống đèn hậu nè. Thì các bạn có thể thấy cái hệ thống đèn hậu của Forza 350 này nó có thiết kế khá là giống so với cái chiếc Honda BCX hiện tại, không có quá nhiều khác biệt, rất là đẹp mắt, được làm bằng công nghệ LED với cái hoa văn họa tiết rất là nổi bật. Ở bên ngoài là một cái khung kính rất là đẹp, rất là bóng và cái độ đông suốt nó khá là cao. Mình cực kỳ ấn tượng bởi cái hệ thống đèn hậu này cho những chiếc Honda BCX, và điều này được tiếp tục áp dụng trên cái Honda Forza 350 này, một cái đàn anh của BCX. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái dè chắn bùn và cũng như là cái bát biển số này, dè chắn bùn thì khá là to. Ở đây thì cũng có một cái mắt mèo để nó phản quang. Phuộc sau thì là cái dạng phuộc đôi được sơn màu đen. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái mâm 14 inch, lốp đi kèm thì là có kích thước là 140-70. Phanh sau là phanh đĩa đơn 240mm đường kính phanh, và cũng như là được trang bị cái công nghệ chống ốc cứng phanh ABS luôn. Bô xe thì khá là to, được đặt nằm ở bên phải thế này, vắt khá là cao. Về sức mạnh thì Honda Forza 350 được trang bị động cơ AC 4 thì được làm mát bằng dung dịch và nó có cái dung tích là 300cc. Thì động cơ này cho khả năng sản sinh mô sức tối đa là 28,8 mã lực, trong khi mô xoắn cực đại là 31,5 Nm. Nó mạnh hơn so với cái động cơ 279cc được trang bị trên cái Forza 300. Điều này cũng là điều tất nhiên. Cái bộ phận khí thải thì đạt tiêu chuẩn Euro 5, cho nên là có thể là cái tiếng bô này kia nó cũng không được phấn khích cho lắm, thì phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn về mặt khí thải cũng như là tiếng ồn này kia. Có một cái tính năng tiện dụng khác của cái xe này đó chính là nó nằm ở bên phía trái của yếm, chúng ta sẽ thấy một cái hộc nhỏ dùng để đựng đồ, và nhấn vào thì chúng ta mở nó ra. Không gian bên trong cũng tương đối lớn, tương đối sâu để chúng ta có thể đựng được khá là nhiều những cái vật dụng nhỏ khác nhau. Tuy nhiên mình có một cái khuyến nghị đó chính là anh em không nên để cái vật dụng nó quý giá, tài sản quan trọng vào trong này, tại vì bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra được cái hệ thống cốp này bằng một cái cách nhấn vô, chứ nó không được khóa lại. Mình ước gì Honda họ làm sao đó mà khi smart key kích hoạt mới mở được cái này thì nó sẽ hay hơn. Rồi thì đó cũng là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Honda Forza 350 này. Nếu anh em thấy video hay thì nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Xe Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Chí ND, mạng xã hội tinh tế.vn.